Nga-Trung tăng cường hợp tác quân sự khiến Mỹ lo sốt vó. Tổng thống Vladimir Putin nói với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng mối quan hệ của Nga với Trung Quốc hiện tốt nhất trong lịch sử, đồng thời cho biết Moscow sẽ tìm cách tăng cường hợp tác quân sự với Bắc Kinh. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận trực tuyến hôm 30 tháng 12 và ông Putin nói rằng ông ấy hy vọng ông Tập sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Moscow vào năm 2023. Nếu chuyến thăm diễn ra, điều đó sẽ thể hiện tình đoàn kết công khai của Bắc Kinh trong bối cảnh Moscow bị phương Tây trừng phạt vì cuộc chiến ở Ukraine. Trong phần phát biểu, ông Putin nói, "Chúng tôi đang mong đợi ông, thưa Chủ tịch thân mến, người bạn thân mến. Chúng tôi đang mong đợi ông vào mùa xuân tới trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Moscow." Lãnh đạo Nga cho rằng chuyến thăm sẽ chứng minh cho thế giới thấy rằng sự gần gũi trong quan hệ Nga-Trung. Trong bài phát biểu khoảng 8 phút, ông Putin cho biết quan hệ Nga-Trung Quốc đang ngày càng trở nên quan trọng như một yếu tố ổn định và ông muốn tăng cường hợp tác quân sự giữa hai nước. Đáp lại, ông Tập cho biết Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác chiến lược với Nga trong bối cảnh mà ông gọi là tình hình khó khăn trên thế giới nói chung. Đầu tháng này, Nga và Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tập trận hải quân chung, hành động được người đứng đầu quân đội Nga mô tả là sự phản ứng đối với động thái quân sự hung hăng của Mỹ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đưa tin về cuộc điện đàm rằng ông Tập nhấn mạnh Trung Quốc nhận thấy Nga chưa bao giờ từ chối giải quyết xung đột thông qua đàm phán, ngoại giao, điều mà Trung Quốc đánh giá cao. Nhà lãnh đạo Trung Quốc nói với ông Putin con đường dẫn đến đàm phán hòa bình về Ukraine sẽ không suôn sẻ và Trung Quốc sẽ tiếp tục duy trì lập trường khách quan và công bằng về vấn đề này, theo CCTV. Ông Tập cho hay, Trung Quốc đã sẵn sàng hợp tác với Nga và tất cả lực lượng tiến bộ trên thế giới phản đối chủ nghĩa bá quyền và chính trị cường quyền, kiên quyết bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của cả hai nước cũng như công lý quốc tế. Phản ứng về cuộc điện đàm, Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 30 tháng 12 bày tỏ lo ngại về sự hợp tác của Trung Quốc với Nga. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay Bắc Kinh tuyên bố trung lập nhưng hành động của họ cho thấy rõ ràng họ vẫn đang đầu tư vào các mối quan hệ chặt chẽ với Nga. Theo người phát ngôn, Washington đang giám sát chặt chẽ hoạt động của Bắc Kinh. Hồi tuần trước, ông Putin đã khánh thành một mỏ khí đốt ở phía đông Siberia. Điều này sẽ cho phép Nga tăng cường xuất khẩu năng lượng sang Trung Quốc khi phương Tây tìm cách cắt giảm sự phụ thuộc vào Moscow. Trung Quốc và Nga đã xích lại gần nhau hơn trong những năm gần đây, điều mà hai bên gọi là mối quan hệ không giới hạn, đối trọng với vị thế trên toàn cầu của Mỹ.